Để mà cài đặt hệ thống thì chúng ta cũng sẽ truy cập vào menu bằng cách nhấn giữ phím sao từ 3 tới 5 giây, nhấn 8 để di chuyển xuống System Set là cài đặt hệ thống, nhấn thăng. Thì ở đây chúng ta có lựa chọn cài đặt thời gian trên khóa là Set Time, thì chúng ta sẽ bấm phím 2 và 8 để mà có thể điều chỉnh tăng, giảm số cho phù hợp với thời gian mà mình muốn cài đặt. Ở đây, thời gian sẽ được hiển thị theo trình tự là năm, tháng, ngày, giờ, phút và số ngày trong tuần. Thì chúng ta sẽ sử dụng phím 4 và 6 để mà có thể di chuyển sang trái và phải. Ở đây thì ví dụ sẽ là năm 2013, tháng 12, ngày 23, lúc 6 giờ 2 phút và ngày thứ bảy trong tuần. Các bạn lưu ý là chỗ đây là ngày thứ trong tuần chứ không phải là tương ứng với thứ hai, thứ ba, mà nó sẽ là ngày thứ nhất hay là ngày thứ hai trong tuần. Ta có thể điều chỉnh âm lượng theo cấp độ từ 1 tới 15 mà có sử dụng phím 2 và 8. Ở phần ngôn ngữ Language, chúng ta có thể tùy chỉnh ngôn ngữ tiếng Anh hoặc là tiếng Trung. Ở lựa chọn Code Wake Up là đánh thức thẻ từ, thì chúng ta có thể sử dụng phím 2 và 8 để mà điều chỉnh On hoặc Off. Khi bật chế độ này, thì máy vẫn nhận thẻ và mở khóa cho dù bàn phím không sáng đèn. Còn nếu mà tắt chế độ này, thì mỗi lần tích thẻ phải chạm bàn phím sáng lên thì mới mở được khóa.